các cuộc gọi đến, đặc biệt là định vị các vị trí của các cuộc gọi đến. Từ khi hệ thống đưa vào hoạt động đến nay, chúng tôi đã xử lý trường hợp báo tin giả và quấy rối. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp gọi đến trung tâm cảnh sát 113. Bộ phận vật tư đã thực hiện tốt công tác trang bị trang phục đáp ứng đủ tiêu chuẩn định mức cũng như chất lượng cho các lực lượng, đặc biệt là các trang phục phục vụ cho lực lượng tuần tra canh gác, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, lực lượng công an xã và bảo vệ dân phố. Về lĩnh vực tài chính, đến nay các khoản công tác phí, kinh phí, án phí cho các chương trình phòng chống tội phạm và các khoản kinh phí khác cũng được quan tâm bổ sung để kịp thời phục vụ công tác chiến đấu. Song song đó, công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ luôn được sự quan tâm của lãnh đạo công an thành phố trong nhiều năm qua. Đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn, năng lực cũng như phẩm chất chính trị luôn phát huy vai trò trách nhiệm.